Đặc biệt, ông gửi gắm trong đó triết lý về sự dư liên hệ giữa biển và con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam. Và sau đây, những giai điệu ngọt ngào sâu lắng đó sẽ được vang lên qua sự thể hiện của Tốt Ca Nam Đoàn Thanh Niên. Xin kính mời quý vị cùng lắng nghe. Ngọt ngào, chân trời rất xanh lung.